À, chào bà con. Ngày hôm nay mình đi một con đường mới để đi tới Sài Gòn đó. Bây giờ đang đi hiện tại giờ là ngã tư Dầu Giây. Hồi trước mình đi thì mình ngã ba thôi. Bây giờ trở thành ngã tư rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình đi bọc lên hướng Long Khánh, tỉnh Long Khánh hồi xưa đó. Rồi sau đó mình sẽ đi vô xa lộ, sao có xa lộ gì vậy? À, thì nó tên gì? Cao tốc Long Thành, Dầu Dây Long Thành. Dạ, Dầu Dây Long Thành hả? Ủa, Dầu Dây Long Thành, Long Thành đi bên kia rồi. Từ Long Thành mình phải, từ đây nó mình phải đi tiếp. À, mới đi vậy hả? À, như vậy mình sẽ đi cái đường xa lộ từ Dầu Dây tới Long Thành, nhưng mà mình phải tạt qua cái đám tỉnh Long Khánh á. Quên mất tiêu, vì hiện tại bây giờ người ta kêu là thành phố Long Khánh thôi, chứ chưa có được lên tỉnh. Thì mình sẽ bọc tới Long Thành rồi bắt đầu mình sẽ bay qua Sài Gòn. Thì cái đường xa lộ này thì nó mới mở, thế nên mình chưa biết được con đường này, nhưng mà đối với dân Việt Nam thì họ quá rành rồi, thì với mình thì còn quá mới. Hiện tại giờ đang bắt đầu vô thành phố Long Khánh rồi bà con. Tỉnh Long Khánh hồi xưa thì người ta cũng làm đường rất là tốt, đường xá cũng thẳng này kia nọ, nó thành ra tương lai họ sẽ có thể sẽ làm tỉnh Long Khánh trở lại. Bà con thấy người ta đang xây nhà cửa không? Coi như tương lai tỉnh Long Khánh sẽ phát triển trở lại mấy chục năm đình trệ. Thì bây giờ bắt đầu người ta đang kéo dân tới để xây dựng lại thành phố Long Khánh, sẽ trở thành tỉnh Long Khánh bà con. Và bây giờ mình đi tới đâu cũng thấy cửa quạt hết ha. Tại vì nó gần tới ngày 20 tháng 9 rồi đó. Thì cái ngày đó là ngày quốc khánh của Việt Nam đó, thì người ta treo cờ quạt rất là nhiều. Bắt đầu vô hả? Khoảng cách 8 mét gì đây? Vui lòng kiểm tra số dư tài khoản ETC với khoảng cách 8 mét khi vào làn ETC. United Transport Country. Trả lệ phí. À, trả lệ phí à? Ồ, mình giờ mình dịch sai đấy. Lệ phí coi như United gì? Thẻ đây. Phải có thẻ, cái gì phải có thẻ, không nên bắt xe luôn đấy. Thì mình dịch sai mất tiêu. Như vậy cái ETC đó là thẻ tự động để vô trong cái làn ranh tính tiền. Đi đường này mình phải đóng tiền. Bây giờ bắt đầu mình đã vô đi đường cao tốc xa lộ đây bà con. Thì cái tên đường của nó là cao tốc Long Thành ha. Dầu Dây Long Thành. Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Thì nó phải có cái tên đường để người ta biết, nếu nhiều cái cao tốc á. Thì mình thấy người ta làm cũng rất là đẹp. Coi như làm hai len chạy một chiều, rồi chiều bên kia thì nó sẽ chạy như vậy, nó không bị cản trở lưu thông. Và cái điểm này mình không thấy xe Honda ở đây. Có thể người ta cấm xe Honda chạy lên trên con đường cao tốc xa lộ như thế này. Wow, 120 cây số bà con à. Từ 60 tới 120 cây số, như vậy là coi như vậy nó vượt mặt hải ngoại đấy đó. Hải ngoại thì cái đường nào mà tốt lắm nó cho được 120, còn thông thường nó cho chạy 101 thôi. Nhưng mà Việt Nam cho chạy 120 thì cái đường của nó coi như tương đối thẳng á. Thành ra nó cho chạy 120 đó. Hai bên hông của mình thấy cao su. Rừng cao su thì ở Việt Nam rất là nhiều. Bây giờ nó có thể giảm xuống 100 này ha. Thì cái bảng số, bảng chỉ định để chạy như thế nào á, thì bây giờ mình đó cái này xuống 80, tại vì nó gần tới cái chỗ mà tính tiền á.
tính tiền tự động nó chạm thu phí toll plaza thì như vậy là người ta cũng viết tiếng Anh trong này nè, người ta cũng viết tiếng Anh trong này thì đã có thể dân hải ngoại cũng như dân Tây phương người ta tới đây du lịch nhiều thì đang người ta để cả tiếng Anh trong này nữa. Trạm thu phí dầu dây đó, thì cái này nó tự động giống như hải ngoại thôi. Khi mình tới không biết cái này có nghe cái tít không, ở hải ngoại khi mình đi ngang qua cái tít cái là đã chặt tiền rồi. Bên này thì mình coi thử coi nó có kêu không. À bên này nó không, bên này nó không nghe tiếng kêu nhưng mà người ta cứ mở cái cổng cho mình chạy qua thôi. Đó là đó là hai cái khác biệt giữa Việt Nam và hải ngoại. Nhưng mà có cái cây số nó đề từ 120 tới 60 thì mình không hiểu. Ok, mình qua chút xíu rồi nhé, bắt đầu mình cho bà con biết sau nha. Rồi để mình tải lên cho bà con biết. Rồi bye bye nha.